Một chương trình đào tạo huấn luyện viên cấp tốc diễn ra 5 ngày tại Oanh Nguyễn Academy sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7. Chúng ta có mong muốn trở thành một người huấn luyện viên chuyên nghiệp, có mong muốn biết cách làm thế nào cũng như lộ trình làm thế nào, những kiến thức làm thế nào để trở thành một người huấn luyện viên Epic chuyên nghiệp. Thì tất cả những kiến thức đó Oanh Nguyễn sẽ đào tạo và training cho chúng ta trong khóa học sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7. Để có thể đăng ký khóa học này thì hãy ngay lập tức inbox cho fanpage Oanh Nguyễn hoặc số hotline 0916209467. Với khóa học này thì Oanh Nguyễn sẽ giới hạn số lượng. Vậy nên tất cả những huấn luyện viên tương lai nào mà mình nhanh chân nhất mình có mặt trong khóa học này thì mình sẽ được xếp lớp và có mặt trong khóa học siêu năng lượng, siêu tuyệt vời, siêu nhiều giá trị này. Khóa học này sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày liên tiếp từ ngày 26, 27, 28, 29, 30 tháng 7 diễn ra tại trung tâm Oanh Nguyễn Academy với vị trí mà Oanh đang đứng ngay bây giờ. Địa chỉ của trung tâm Oanh Nguyễn Academy tại tầng 3, Cung Văn Hóa, Đông Anh, Hà Nội. Hãy sắp xếp thời gian, công việc và ngay lập tức đăng ký để có mặt trong khóa học vô cùng tuyệt vời này. Oanh Nguyễn sẽ là trainer trực tiếp đào tạo chúng ta. Hẹn gặp lại tất cả các huấn luyện viên trong khóa học vô cùng tuyệt vời này. Về hình thức học thì chúng ta sẽ học qua hình thức học trực tiếp gồm 5 buổi học ngày 26, 27, 28, 29, 30 tháng 7. Và ngày 30 tháng 7 sẽ là một ngày cuối cùng của khóa học. Chúng ta sẽ có một bài tốt nghiệp và nhận bằng chứng nhận tốt nghiệp từ Oanh Nguyễn Academy. Hình thức học khi các chị em chúng ta học tại Oanh Nguyễn thì chúng ta sẽ được cấp một tài khoản học trực tuyến và chúng ta sẽ được học những giáo trình mà chính Oanh Nguyễn biên soạn. Mọi người sẽ được cấp một tài khoản học online trực tuyến, học mọi lúc, mọi nơi, mọi khi nào mình muốn. Cái điều đó sẽ là cái điều kiện vô cùng thuận lợi để chúng ta có cơ hội được học tập một cách chi tiết và bài bản nhất. Oanh Nguyễn khẳng định là ở Oanh Nguyễn Academy chúng ta sẽ được học tất cả những kiến thức về Epic với một lộ trình chi tiết, bài bản và cụ thể nhất từ trước tới nay. Với tất cả những kinh nghiệm mà Oanh đã đào tạo ra rất là nhiều những huấn luyện viên thành công thì Oanh Nguyễn có đủ sự tự tin, đủ kiến thức, đủ trải nghiệm và đủ phương pháp để huấn luyện tất cả các huấn luyện viên tương lai để chúng ta trở thành một người huấn luyện viên chuyên nghiệp. Hãy nhanh chân đăng ký khóa học này, cơ hội đăng ký dành cho duy nhất 10 người đầu tiên đăng ký và có mặt sớm nhất trong khóa học. Hẹn gặp lại tất cả chúng ta vào 5 ngày học từ ngày 26, 27, 28, 29, 30 tháng 7. Địa chỉ tại tầng 3, Cung Văn Hóa, Đông Anh, Hà Nội. Trainer Oanh Nguyễn rất hạnh phúc vì sẽ được trực tiếp huấn luyện và đào tạo tất cả chúng ta.